Hello tất cả mọi người, đây là Quỳnh đây. Mọi người hãy sẵn sàng cùng mình theo dõi xem clip ngày hôm nay có những nội dung gì mới thế nào. Mọi người biết sao không? Mấy hôm nay Quỳnh tìm hiểu về một nhân vật khá thú vị. Để xem nào. Hơi đẹp trai đấy. Mà khoan đã, đừng vội cười nha anh em. Đây là nhân vật chính hôm nay mà Quỳnh muốn nói đến. Anh là Javier Bottas, được biết đến với danh xưng siêu sao kinh dị. Sau khi mắc phải bệnh lạ, anh được chuẩn đoán bị mắc hội chứng Marfan, dẫn đến cơ thể của anh phát triển một cách bất thường với thân hình gầy gò, tứ chi và các ngón tay, ngón chân đều dài một cách đáng sợ. Với ngoại hình đặc biệt, Javier Bottas nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các nhà sản xuất phim kinh dị. Chỉ sau vài năm được phát hiện, nam tài tử đã có gia tài phim ảnh khổng lồ là các tạo hình phản diện trong các tác phẩm kinh dị và giả tưởng với kinh phí khủng ở Hollywood. Hôm nay, mọi người hãy cùng Quỳnh điểm danh những vai diễn kinh dị mà Javier Bottas từng thủ vai nhé! Vị trí thứ 10, mẹ ma trong phim Mama 2013. Đây là cú hit để đưa nam diễn viên đến kinh đô điện ảnh Hollywood khi bộ phim anh tham gia được quảng bá tại một hội nghị ở Texas vào năm 2009. Tại đây, cuộc gặp gỡ với đạo diễn Andres Muschietti đã đưa anh đến vai diễn ma nữ trong tác phẩm Mama 2013. Màn hóa thân của Javier Bottas thật đến nỗi khiến khán giả lầm tưởng nhân vật phản diện trên được tạo ra bằng kỹ thuật số. Không ai thực sự biết rằng 90% những gì khán giả thấy hoàn toàn là cơ thể của Javier Bottas. Mama nói về câu chuyện của Lily và Victoria sống 5 năm ở ngôi nhà gỗ hoang sơ cạnh bờ hồ. Sau tai nạn xe, hai cô bé tuổi còn thơ sống với người mẹ ma trong suốt khoảng thời gian đó trong rừng. Khi mọi người tìm ra hai đứa bé, bí mật về người mẹ ma cũng dần dần tiết lộ với một hoàn cảnh thương tâm. Vị trí thứ 9, Tristano Medeiros trong Wreck góc quay tử thần. Con quái vật khủng khiếp ban đầu là một cô gái người Bồ Đào Nha tên Tristano Medeiros. Một đêm, trong khi cầu nguyện trong phòng ngủ của cô, Tristano bị một nhóm linh mục tấn công tình dục. Sáng hôm sau, cô được phát hiện dường như đã chết. Tristano tỉnh dậy và biết mình bị trói bằng dây thừng trên giường. Cô có dấu hiệu bị quỷ chiếm hữu thể xác. Người ta tiến hành thực hiện các thí nghiệm khoa học với máu của Medeiros, sử dụng những đứa trẻ gần đó làm vật thử nghiệm. Các xét nghiệm cho thấy căn bệnh của cô giống như một bệnh truyền nhiễm. Tạo hình của sinh vật này rất trung thành với thân hình của Javier Bottas. Tóc tai lừa thưa thường xuyên xuất hiện trong bóng tối. Nhưng mà lần sau đạo diễn có làm tiếp thì cho anh cái áo ngược nhé. Thổ quá! Vị trí thứ 8, quỷ mất ngón trong Scary Stories to Tell in the Dark 2019. Spittle kể câu chuyện về một cậu bé đào được ngón chân cái kỳ lạ ở trong vườn. Cậu nhóc đem về khoe với mẹ và bà quyết định bỏ luôn vào nồi súp. Trong phim, câu chuyện kinh hoàng trên đã vận vào người anh chàng August. Vì bản tính vô tư như cậu nhóc kia, August đã ăn ngay nồi súp bí ẩn trong tủ lạnh bất chấp lời cảnh báo của bạn bè. Hậu quả là anh chàng cũng bị một hồn ma đáng sợ đến đòi ngón chân rồi bắt mất. Mặc dù trong chuyện quỷ mất ngón không được miêu tả kỹ lưỡng, nhưng các nhà làm phim đã sử dụng những chi tiết ít ỏi có được để tạo ra một sinh vật với ngoại hình cớm kiếc như đã xuất hiện ở trong phim. Vị trí thứ 7, Mera trong phim Mera 2018. Bộ phim nói về ác quỷ trong giấc mơ đầy kinh hoàng. Trong tác phẩm, ác quỷ Mera chiếm lấy cơ thể nạn nhân qua 4 giai đoạn. Từ những hiện tượng bóng đè mà rất nhiều người từng trải qua, cho đến đánh dấu nạn nhân bằng vết đỏ trong mắt, rồi tiếp xúc vật lý và sau cùng là giết chết họ. Tác phẩm đưa ra nhiều dẫn chứng cho thấy Mera đã tồn tại rất lâu trước cả Chúa, đồng thời thuật lại những vụ thảm sát của Mera trên quy mô toàn thế giới. Việc thực tế hóa các tình tiết liên quan đến ác quỷ Mera khiến câu chuyện càng rùng rợn và bước ra đời thực. Vị trí thứ 6, bệnh nhân phong trong It 2017 và 2019. Gã hề Pennywise nắm được điểm yếu của Eddie là sợ bẩn và bệnh tật
nên đã biến thành bệnh nhân phong với ngoại hình zombie cớm điếc hù cậu đến phát khóc. Khuôn mặt được sắp xếp một cách hỗn độn, chảy nước dãi và nước mũi thông long. Không có vẻ gì là một con người. Quỳnh tin chắc là ai nhìn thấy nó cũng khóc thét thôi, không riêng gì Eddie. Vị trí thứ 5, Slenderman, Slenderman 2018. Dành cho những ai chưa biết, Slenderman được coi là một nhân vật bán hư cấu, tức là tới tận bây giờ vẫn chẳng ai xác định được rằng hắn có thật hay không. Nhưng nếu nghe qua về mô tả của nhân vật này, có lẽ chẳng ai mong muốn rằng hắn có thật cả. Đây là nhân vật của truyền thuyết thành thị hiếm hoi được đưa lên màn ảnh. Rất tiếc, phim lại không nhận được đánh giá tích cực cũng như doanh thu phòng vé. Slenderman thường xuất hiện với thân hình cao lớn, luôn khoác lên mình bộ vest đen lịch lãm, nhưng đáng sợ nhất là khuôn mặt của hắn hoàn toàn trống rỗng, không có mắt, miệng hay tai như người bình thường. Slenderman thường được mô tả là người luôn hướng tới đối tượng là những trẻ em. Tất nhiên là với ý đồ không phải tốt đẹp gì rồi. Vị trí thứ 4, Keyface Insidious Last Key 2018. Keyface hay còn được gọi là người đàn ông có chìa khóa, là một ác quỷ sống tại Father. Hắn là nhân vật phản diện chính của Insidious Last Key. Hắn ta xuất hiện với ngoại hình một người đàn ông tóc dài, khuôn mặt nhăn nhó và cái đầu lâu bị biến dạng. Những đầu ngón tay của hắn là những chiếc chìa khóa. Keyface thao túng cơ thể của Gerald Rainier và bắt cóc các y tá, nhốt họ trong tầng hầm, cuối cùng giết chết họ bằng một cây gậy và giấu xác họ trong một trục thông gió. Xem bộ phim này, Quỳnh rút ra được một điều. Nếu bạn không đủ mạnh để tiêu diệt kẻ thù thì nên mách mẹ. Vị trí thứ 3, Seth, The Mummy 2017. Seth là một trong 9 vị thần tối cao của Ai Cập cổ đại. Ông là con của thần đất Jeff và nữ thần bầu trời Nat. Ông là vị thần của sa mạc, của những cơn bão, động đất và những hiện tượng thời tiết kỳ lạ đối với người cổ đại. Công chúa Amenhotep là người đầu tiên tiếp nối ngai vàng từ cha của mình là Menkaure, cho tới khi mẹ kế của Amenhotep hạ sinh một đứa con trai. Với mong muốn chiếm đoạt ngai vàng, Amenhotep triệu hồi Seth, người đồng ý sẽ giúp cô đạt được kế hoạch nếu như cô dùng con dao của Seth để hoán đổi linh hồn của hắn sang một vật thể sống. Sau khi sát hại cha, mẹ kế và em trai mới hạ sinh, Amenhotep dự định sẽ hiến tế người yêu của mình cho Seth, nhưng lại bị các pháp sư của cha mình bắt được và bị chôn sống vĩnh cửu. Vị trí thứ 2, Những hồn ma trong lâu đài đẫm máu 2015. Những hồn ma trong lâu đài đều là những người vợ đã chết của Somers và đều được thủ vai bởi Javier Bolter. Có người vợ kinh khủng như vậy thì đánh chết là đúng. Pamela Upton, người vợ đầu tiên của Somers. Cô là hồn ma đầu tiên được Idris nhìn thấy cùng với khán giả. Cô xuất hiện hai lần cảnh báo Idris về lâu đài Crimson Peak. Cô xuất hiện ở hành lang và trước đó trên chiếc bánh xe của mình như một sinh vật vô hình. Ngón đeo nhẫn của cô bị mất và có vẻ như chết trong khỏa thân. Margaret McDonald, người vợ thứ hai của Somers. Con ma được nhìn thấy bên trong thang máy, cũng là người xem Idris trong bồn tắm và chơi bóng với chú chó. Cô cũng bị mất ngón đeo nhẫn. Eleanor Sciotti, người vợ thứ ba của Somers. Vị trí thứ nhất, Crooked Man trong The Conjuring 2. Nhờ thành công của The Conjuring 2 mà hãng Warner Bros. Đã bật đèn xanh cho hai dự án phim ngoại truyện mở rộng vũ trụ kinh dị The Conjuring là phim về Master Vlock và phần phim về ông kệ Crooked Man. Không giống như Master Vlock trong dân ăn, nhân vật ông kệ The Crooked Man vẫn là một thế lực khá bí ẩn đối với khán giả. Chúng ta chỉ biết đó là nhân vật xuất hiện trong bài hát của chiếc hộp nhạc ma quái mà em trai Janet sở hữu trong The Conjuring 2. Với hình dáng kỳ quái, chân tay dài thòng lòng mang ô, mặc bộ vest rách nát và khuôn mặt ghê rợn, The Crooked Man chính là cơn ác mộng của tất cả mọi người. Còn ma này ám trong hộp nhạc và rất hay ra ngoài trêu chọc những đứa trẻ. Đây là những gì mình biết về anh chàng biến bất hạnh thành thế mạnh này. Anh chị em còn biết thêm điều gì nữa? Đừng quên để lại ý kiến ở mục comment để mọi người cùng biết nhé. Bây giờ thì bye!